Vào tối thứ Bảy, 5 tháng 3 vừa qua, đêm lâm viên do các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức đã diễn ra tại Fort Church, Virginia. Đây là một trong những sinh hoạt hàng năm của các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Buổi hội ngộ năm nay mang chủ đề Lính và xứ hoa đào để đón mừng xuân mới và mùa hoa đào sắp đến với thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thông tín viên Hoàng Anh của bản tin Hoa Thịnh Đốn, đài SBTN chúng tôi có mặt tại chỗ, gửi về bài tường trình như sau. Hoàng Anh, bản tin Hoa Thịnh Đốn xin ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay mùng 5 tháng 3 năm 2011, Hoàng Anh hiện đang có mặt tại nhà hàng Fortune thuộc thành phố Fontchart để gửi đến quý vị một số hình ảnh về đêm lâm viên. Sau đây xin mời quý vị theo dõi. Như hàng năm, Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đều tổ chức đêm lâm viên để các cựu sinh viên sĩ quan, thân nhân và chiến hữu đón mừng năm mới, hầu bảo tồn phong tục tập quán dân tộc. Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam là một trong những quân trường trước năm 75, quân trường rất nổi tiếng. Quân trường này đã cung cấp cho chiến trường của Việt Nam rất nhiều những sĩ quan anh dũng chiến đấu, làm cho cộng quân khiếp sợ. Đến ngày hôm nay, chúng ta ra khỏi nước, khi mà gặp lại tất cả những cựu sinh viên sĩ quan trở về trong một cái cuộc hội ngộ gọi là đêm lâm viên cùng với gia đình, cùng với những người quân nhân, đem lại cho chúng ta những kỷ niệm của ngày xưa rất là thơ mộng. Lâm viên là ngọn núi cao nhất, đứng sừng sững giữa bầu trời xanh, sương mù bao phủ quanh năm, thách thức cùng tuế nguyệt, nhưng cũng lắm mơ mộng của những chàng trai võ bị. Chủ đề đêm lâm viên năm nay là Lính và xứ hoa đào, nói lên hành trình của một người lính chiến, một sinh viên dân chính dã từ gia đình, người yêu, sân trường đại học, bước vào cuộc đời binh nghiệp đầy chông gai thử thách, chấp nhận mọi hy sinh. Sau 8 tuần sơ khởi, anh phải chinh phục đỉnh Lâm Viên trong thời gian hạn định mới trở về tham dự lễ gắn Alpha, trở thành sinh viên sĩ quan năm thứ nhất của quân trường này. Suốt 4 năm dài thụ huấn, sinh viên sĩ quan phải đối diện với bao nhiêu thử thách của người lính hiện dịch với châm ngôn thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Hôm nay chúng tôi muốn lấy một cái chủ đề lính và Đà Lạt. Chúng tôi muốn ôn lại những cái kỷ niệm của một chàng trai trẻ, một chàng thư sinh xếp bút nghiên theo việc đao cung, đi vào trường võ bị, từ đó qua cái lò luyện thép đã trở thành những sĩ quan gương mẫu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu trên khắp các nẻo đường đất nước. Qua những bài ca đó, chúng tôi đi theo một cái diễn trình từ lúc một anh sinh viên dân sự vào, rồi những kỷ niệm buồn vui Đà Lạt, sau đó ra trường thì chiến đấu, và chắc chắn chiến đấu thì phải có những niềm vui, những mất mát và những nỗi buồn xa mẹ, xa người yêu, xa vợ hiền. Đó là cái mục đích mà cái chủ đề của chúng tôi hôm nay chúng tôi muốn được gửi tới tất cả quý vị và quý quan khách. Buổi hội ngộ đêm lâm viên diễn ra trong không khí ấm cúng, thắm thiết tình đồng đội và bằng hữu. Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tuy nhiên cuộc vui nào cũng phải đến lúc chấm dứt. Sau phần dạ vũ, đêm lâm viên năm nay thúc trong những lời hẹn gặp nhau vào buổi họp mặt tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những hình ảnh của đêm lâm viên. Hoàng Anh xin ái kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.